Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Phạm Thọ. Thì hôm nay em Thọ sẽ review cho tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư một cái khu dân cư rất là đẹp và nổi tiếng tại thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, đó là khu dân cư Đại Nam anh chị nhá. Khu dân cư Đại Nam ấy thì được triển khai vào cuối năm 2018 anh chị nhá. Thì sau gần 5 năm hình thành và phát triển thì hôm nay em Thọ quay lại để em Thọ review cho anh chị xem là sau 5 năm hình thành và phát triển thì khu vực này, khu dân cư này đã có nhà dân về xây dựng chưa anh chị nhá. Thì em Thọ đang bay video flycam dọc trên trục đường chính đi vào khu dân cư Đại Nam, đó là trục đường 64m anh chị nhá. Đấy, và khu dân cư Đại Nam thì có quy mô là 97 hectare anh chị nhá. Và cái diện tích đất để xây dựng về nhà ở là chiếm 55% và 45% diện tích đất là để làm các công trình công cộng cũng như là đường xá anh chị nhé. Đấy, và dự án này thì tung ra thị trường là khoảng 2.500 sản phẩm đất nền anh chị nhé. Và khu dự án này thì được quy hoạch sẽ có 4 trường mầm non, 1 trường cấp 3 và 1 cái trung tâm thương mại anh chị nhé. Đấy, thì như trên màn hình anh chị có thể dễ dàng nhận thấy ấy, thì dự án khu dân cư Đại Nam ấy thì sau gần 5 năm hình thành và phát triển thì hiện tại lượng nhà dân vào xây dựng cực kỳ ít, và hầu như ấy là khu này thì em đếm chỉ có 9 căn nhà vào xây thôi anh chị nhé. Đấy, 5 năm mà chỉ có 9 căn nhà cho một khu dân cư gần 100 hectare là quá là ít luôn anh chị nhé. Và vị trí của cái khu dân cư Đại Nam này thì nằm ở mặt tiền quốc lộ 13 anh chị nhé, và liền kề với nó là khu công nghiệp là Minh Hưng Hàn Quốc. Đấy, như trên màn hình anh chị thấy ngay chỗ mũi tên em chị là khu công nghiệp Minh Hưng Hàn Quốc, và đối diện với cái khu dân cư Đại Nam sẽ là có khu công nghiệp Minh Hưng Sikiko, và ở phía xéo xéo này một chút anh chị này, ngay mũi tên của em đó là khu công nghiệp Minh Hưng 3, và chạy dọc theo tuyến quốc lộ 13 này khoảng 5 cây số thì chúng ta sẽ có khu công nghiệp Trơn Thành 1 và Trơn Thành 2. Và vị trí dự án đi về trung tâm hành chính thị xã Trơn Thành thì rơi vào khoảng 5 cây số anh chị nhé. Và vị trí này thì nó cách khu công nghiệp BKMX 4.600 hectare của thị xã Trơn Thành là 8 cây số anh chị nhé. Thì về góc quay này anh chị có thể dễ dàng thấy là khu dân cư Đại Nam hiện tại chỉ có đúng từng này căn nhà xây lên anh chị này. Chỉ có khoảng 9 căn thôi anh chị nhé. Sau 5 năm mà 9 căn thì thực tế mà nói thì rất là thưa luôn anh chị nhé. Đấy, và khu vực này ấy không phải là khu vắng dân đâu anh chị nhé. Công nghiệp là san sát thì nói về khu trong khu dân cư Đại Nam mà vắng là nó có lý do của nó, chứ không phải là dân ở đây vắng đâu anh chị. Vị trí này là vị trí cực kỳ đẹp rồi. Nó tương đương với vị trí của khu dân cư V-Ship 2 cũng như là khu Mỹ Phước 3 của tỉnh Bình Dương anh chị nhé. Đấy, và đây là trung tâm thương mại anh chị này. Đây là trung tâm thương mại. Đấy, chỉ có xây lên cho có vậy thôi, chứ cái này cũng chưa có vận hành được đâu anh chị, tại vì dân không có để vận hành. Nếu người ta mua sắm gì ấy thì người ta sẽ đi ra ngoài quốc lộ 13 hay chợ dân sinh người ta mua. Còn hiện tại thì Trơn Thành có trung tâm thương mại của Vin ở ngay chỗ đường Nguyễn Văn Linh nha anh chị. Đấy, cho nên là về trung tâm thương mại ở đây thì người ta xây cho có thôi anh chị nhé. Và cái diện tích đất ở trong cái khu dân cư Đại Nam anh chị này thì chủ đầu tư người ta cắt là 5 mét ngang anh chị nhá, chiều sâu từ 22 đến 30. Đấy, tùy vị trí, tùy trục đường. Và giá bán của cái khu này thời điểm đất sốt anh chị nhá, thời điểm đất sốt thì khu dân cư Đại Nam thì giao dịch khoảng từ 10 đến 12 triệu một mét vuông anh chị ạ. Nhưng mà hiện tại thì em đã thấy có những khách hàng bán ra khoảng 7 đến 8 triệu một mét vuông tại thời điểm hiện tại rồi. Đấy, cho nên là thị trường bất động sản thì cả nước nó xuống thì khu dân cư Đại Nam thì cũng không phải là ngoại lệ anh chị nhé. Và về nói về cái vấn đề pháp lý của khu dân cư Đại Nam thì hiện tại là tất cả các nền đất đều đã có chủ và có sổ hồng riêng từng lô hết rồi anh chị nhé. Đấy, nhưng mà nói về cái ưu điểm của cái khu vực này, khu dân cư này thì thứ nhất là vị trí của nó cực kỳ đẹp rồi anh chị nhé. Thứ hai là pháp lý của nó ấy thì là minh bạch rõ ràng rồi, sổ hồng sẵn, sang tên công chứng ngay, và
Có một cái điểm rất là hay của cái khu dân cư này anh chị này, anh chị có thể để ý những cái đường xương cá này anh chị nhá, là nó đều thông ra cái đường dân sinh hiện hữu đấy anh chị. Cho nên là sau này dân cư ở phía ngoài người ta đi vào khu dân cư Đại Nam để người ta đi làm hoặc đi ra quốc lộ 13 hay làm bất kỳ thứ gì, hoặc là sau này khu này đông vui lên ấy, thì người ta đi những con đường trong này ấy, thì vô hình dung là đường dự án trở thành nó sẽ giao thông như đường nhà nước anh chị nhá. Và cái khu dân cư này thì anh chị hỏi là theo em Thọ ấy thì có đầu tư được không, thì cá nhân em Thọ nói thì sẽ đầu tư được. Tại vì sao? Tại vì vị trí của nó quá đẹp đi, nó nằm ở ngay cái lõi trung tâm của cái khu công nghiệp đấy anh chị. Cho nên là về lâu dài ấy, thì khu này khi dân cư về ở đông, giống như Mỹ Phước 3 hoặc V-Ship 2 nó mất khoảng 10 năm ấy, để nó kéo dân về ấy, thì lúc đó kinh doanh buôn bán trong khu này cũng cực kỳ ngon anh chị nhá. Và khu dân cư Đại Nam ấy thì nó có thêm một cái, đó là quỹ đất để nó xây cái này là cái nhà ở xã hội anh chị này, thì chủ đầu tư người ta sẽ xây nhà ở xã hội khu vực này nhưng mà hiện tại vẫn chưa xây đấy. Và em Thọ sẽ giải thích cho anh chị là tại sao cái khu này mà vị trí nó đẹp như vậy, nó tiềm năng như vậy mà dân cư lại về rất là yếu. Thì thực ra mà nói, đối với những cái khu dân cư mà rộng lớn như vậy anh chị này, thì chủ đầu tư phải có cái phương án nào á để kích cầu, nghĩa là kéo dân về đấy, phải có phương án là kích cầu để kéo dân về chứ. Còn nếu mà thuần để phân lô như vậy đấy anh chị, thì em Thọ nói thật với anh chị là khu dân cư này phải mất khoảng 10 năm nữa thì mới nói chuyện được anh chị nhá. Còn hiện tại đấy thì nhiều khi dân có đất ở đây muốn về xây nhà nhưng mà thấy vắng quá, người ta cũng sợ, người ta cũng ngại đấy anh chị. Cái này là thực tế anh chị nhá. Đấy, giống như Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 4 ngày xưa cũng mất cả 10 năm để kéo dân về, tại vì chỉ là phân lô bán nền bình thường như vậy anh chị nhá. Còn nếu mà muốn kéo dân về đấy anh chị, thì đối với những cái khu dân cư mà lớn như vậy anh chị này, về cái vấn đề dân là mình phải thừa nhận là vị trí này là dân đông anh chị nhá, vì công nghiệp nó nhiều là dân chắc chắn nó sẽ đông. Nhưng mà để mà kích cầu dân về ấy, thì chủ đầu tư của khu dân cư Đại Nam ấy, thì nếu mà hiện tại còn đất ấy, thì nên xây nhà anh chị nhá. Những cái trục đường chính ấy, thì sẽ xây thêm shop house, nhà phố, xây vào đây khoảng 200 đến 300 căn nhà đấy, kể cả trục chính, kể cả trục phụ anh chị này, xong mình sẽ bán nhà ấy, thì cái người mua nhà đấy anh chị, người ta sẽ về người ta sinh sống đấy, thì lúc đó ấy, là sẽ kéo dân về. Và thứ hai là các quỹ đất mà nếu còn quỹ đất mà công viên cây xanh đấy, thì có thể làm một cái công viên giống như công viên của các khu dự án của chủ đầu tư Cát Tường ấy, công viên Bảy Kỳ Quan Thế Giới hoặc công viên Nhạc Nước ấy, những cái điểm đến đấy anh chị, những cái điểm đến cho giới trẻ công nhân ở khu vực này đông ấy, buổi chiều buổi tối cuối tuần người ta ra đây vui chơi check in ấy, thì cái như vậy nó sẽ giúp là kích cầu và kéo dân về được nhanh hơn. Chứ còn mà nếu mà để thuần phân lô như vậy anh chị này, thì em Thọ nghĩ là sẽ còn rất là lâu nữa khu dân cư này mới lấp đầy. Và những anh chị khách hàng nào đầu tư ở trong khu vực này thì cũng sẽ rất là khó ra hàng anh chị nhé. Đấy, cái này là em Thọ chia sẻ thực tế, phải có cái gì đó để kích cầu dân về đấy, hoặc là xây cái chợ đêm kết hợp thêm một cái công viên, làm một cái thế liên hoàn như vậy ấy, là sẽ kéo được dân về. Và các trục đường chính này anh chị này, các trục đường chính này, trục đường 64m này anh chị này, thì chủ đầu tư nên xây thêm shop house ấy, thì người ta sẽ về đây người ta kinh doanh đấy. Shop house có thể làm văn phòng môi giới bất động sản trong cho khu vực Trân Thành anh chị này, hoặc là các những cái trục đường chính này anh chị, thì người ta làm các cửa hàng giống như mỹ phẩm các thứ ấy, spa ấy, thì người ta về thì lúc đó sẽ kích cầu dân lên. Chứ còn không là khu này sẽ hoang vắng, sẽ tốn cái tài nguyên đất đấy anh chị. Nhưng mà khu này thì cũng có thêm một ý nữa, đó là khu này thì chủ đầu tư người ta cũng có chỉnh chu đấy anh chị. Vì khu dân cư có chỉnh chu hay không, mình nhìn vào thứ nhất là cây cọ là được cắt tỉa anh chị này đấy, chứ không là bây giờ nó tốt rất là tốt cao quá đầu người đấy anh chị đấy. Chứ còn mà bây giờ khu này thì em thấy người ta vẫn chỉnh chu về vấn đề cây cảnh quan anh chị nhá. Đây là khu dân cư Đại Nam đấy, thì qua đây thì em Thọ xin cập nhật cho anh chị khách hàng và quý nhà đầu tư về cái thực trạng khu dân cư Đại Nam sau khoảng gần 5 năm hình thành và phát triển anh chị nhá. Thì anh chị khách hàng nào có thắc mắc hay cần mua bán ký gửi các sản phẩm đất nền trong khu dân cư Đại Nam thì cứ gọi về cho em Thọ qua số điện thoại là 0983 023 974, thì em Thọ sẽ hỗ trợ anh chị nhé.
Và anh chị nào mà đang xem video này của em mà thấy video của em Thọ hay và bổ ích thì hãy cho em Thọ một like, và anh chị nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút chuông anh chị nhé, để khi em có những cái video mới về các khu đô thị, khu vực Trơn Thành, Bình Phước hay là các khu vực khác, hoặc là em Thọ có những cái cơ hội đầu tư bất động sản tốt ấy, thì em đăng lên thì anh chị sẽ là những người nhận được đầu tiên. Em Thọ xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Chúc anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo ạ.